Cô mến chào các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thái Thị Thanh Thảo, giáo viên trường tiểu học Trương Quyền, quận 3. Chào mừng các em đến với môn hoạt động trải nghiệm lớp 1. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề 4, em tự chăm sóc và phục vụ bản thân. Bài tuần này là thực hành tự chăm sóc bản thân. Học xong bài này, các em sẽ biết xác định được điều nên làm và không nên làm trong những tình huống cụ thể, nhận biết và thực hành được những việc làm để tốt cho sức khỏe. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô mời các bạn cùng khởi động qua bài hát Em tự giác làm việc của mình nhé. Lớn khôn lớn rồi, chẳng còn bé bỏng nữa đâu. Bé biết tự làm hết việc của mình, như thế mới là hay. Tự lập một mình, tiến bộ thật nhanh. Bé biết làm việc có trách nhiệm. Bé chẳng bao giờ ý lại vào người khác. Sau này sẽ là người thành công. Sau này sẽ là người thành công. Tự làm lấy việc của mình sẽ giúp cho các bé mau tiến bộ và không dựa dẫm vào người khác. Bởi vậy, các bé hãy cố gắng tự hoàn thành công việc của mình nhé! Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài học ngày hôm nay nhé! Ở hoạt động này, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các hình vẽ có trên màn hình. Cô có tất cả 12 hình vẽ những đồ dùng mà các em thường thấy trong cuộc sống. Các em hãy quan sát lần lượt từng hình vẽ và suy nghĩ xem nếu gia đình mình đi về thăm quê vào mùa mưa hay mùa lạnh thì các em sẽ cần đem theo những quần áo và đồ dùng nào nhé. Các em ơi, các em đã tự chọn được những đồ dùng thích hợp cho chuyến đi chưa nào? Với chuyến đi về thăm quê vào mùa mưa hay mùa lạnh, các em sẽ cần đem theo những chiếc áo khoác để giúp giữ ấm cơ thể của mình. Ngoài ra, chúng ta sẽ đem theo nón, dù để che khi trời mưa, đem theo những món quà để tặng cho người thân của mình, còn khăn tắm nữa nè, và không thể thiếu chiếc ba lô để sắp xếp các đồ dùng đó vào. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cần thêm một chiếc máy ảnh để giúp chúng ta lưu lại những hình ảnh đẹp cùng người thân nè. Ngoài những đồ dùng chúng ta vừa chọn, em còn cần thêm những vật dụng nào khác cho chuyến đi? Các em hãy bấm dừng video ở đây để suy nghĩ câu trả lời, sau đó tiếp tục xem video nhé. Các em đã có câu trả lời của mình chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bạn nhỏ sắp sửa có một chuyến đi thăm một người em của mình. Các em hãy cùng xem bạn nhỏ chuẩn bị những món đồ nào nhé. Minh Huyền ơi. Dạ. Ngày mai mình đi về quê rồi đó. Em chuẩn bị chút đồ ấm nhé. Dạ. Đây là chiếc áo tay dài để mình giữ ấm. Còn đây là chiếc áo len để mình mặc ra đường. Đây là chiếc khăn choàng để mình giữ ấm cho cổ. Còn đây là găng tay, còn đây là vớ mà sẽ bỏ ra ngoài. Còn cuối cùng là cái nón để giữ ấm cho đầu. Mọi người cùng mừng về quê nhé. Bye bye mọi người. Như các em thấy đó, bạn nhỏ đã chuẩn bị những món đồ cho chuyến đi của mình rất là chu đáo. Nhưng các em cần nhớ, với tình hình dịch Covid như hiện nay thì dù đi đâu, chúng ta cũng phải luôn nhớ mang theo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc 5K nhé. Vậy, các em cần chú ý chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh
hoặc thích hợp với các mùa trong năm nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào phần luyện tập nhé. Ở hoạt động này, các em sẽ cùng nhau quan sát thật kỹ các bức tranh có các tình huống như sau. Ở bức tranh thứ nhất là hình ảnh hai bạn đang cùng nhau tắm mưa khi trời mưa to, gió lớn. Ở bức tranh thứ hai là hình ảnh của một bạn sau khi đi đá banh về, người có nhiều mồ hôi và ngồi ngay dưới quạt máy cho mát. Còn ở bức tranh thứ ba, đó là hình ảnh của một bạn trai đang cầm phích cắm để ghim vào ổ điện. Các em hãy bấm dừng video ở đây để suy nghĩ và nói cho ba mẹ hay anh chị của mình biết những tình huống trên đây, đâu là những điều nên làm và đâu là những điều không nên làm nhé. Sau đó, hãy tiếp tục bấm xem video để biết đáp án nhé. Với tình huống thứ nhất là hai bạn đang cùng nhau tắm mưa khi trời có mưa to, gió lớn. Đây là điều không nên làm nhé các em. Các em biết không, khi tắm dưới trời mưa, các em sẽ dễ bị cảm lạnh, có thể bị cây xanh ngã, đổ và làm cho các em bị thương đó. Còn ở tình huống thứ hai thì đây cũng là điều không nên làm, vì khi các em tập luyện thể dục thể thao như đá banh, chạy bộ, người sẽ ra rất là nhiều mồ hôi. Các em không nên ngồi vào máy quạt hay máy lạnh mà nên dùng khăn sạch để lau khô mồ hôi và nên uống bổ sung thêm nước. Chúng ta cùng đến với tình huống sau cùng, đó là bạn trai đang dùng phích cắm để ghim vào ổ điện. Cô chắc chắn rằng các em đều có đáp án giống như cô. Đây chính là điều không nên làm, phải không nè? Các em biết không, điện rất là nguy hiểm, nên khi cần sử dụng các đồ vật có liên quan đến điện trong gia đình thì các em nên cần sự giúp đỡ của người lớn nhé. Vậy, để giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân, các em cần chú ý không nên tắm mưa khi trời mưa to, gió lớn, không được ngồi dưới quạt máy khi vừa tập thể dục xong và không được sử dụng các đồ vật có liên quan đến điện nhé. Các em ơi, trong sinh hoạt thường ngày ở nhà hoặc ở trường sẽ có lúc các em cảm thấy không khỏe. Vậy khi đó mình sẽ cần làm những gì? Các em hãy cùng cô học cách xử lý khi thấy không được khỏe nhé. Đầu tiên, khi cảm thấy không khỏe và có một trong các triệu chứng như đau họng, sốt, mệt, khó thở, nhức đầu, choáng váng thì em hãy báo ngay cho ba mẹ nếu như mình đang ở nhà, hoặc báo cho thầy cô nếu đang học ở trường nhé. Và sau đó các em hãy làm theo hướng dẫn của người lớn nhé. Đó là những bước mà các em sẽ làm khi cảm thấy không khỏe nếu có người lớn ở cùng. Còn khi các em ở nhà một mình, nếu cảm thấy không khỏe thì chúng ta cần làm những gì? Thứ nhất, đó là các em sẽ gọi điện thoại và thông báo cho bố mẹ. Nếu không có điện thoại thì chúng ta có thể sang nhờ bác hàng xóm gọi bố mẹ giúp mình. Thứ hai, đó là tuyệt đối không được tự ý lấy thuốc uống. Và thứ ba là các bạn sẽ nằm nghỉ ngơi để chờ bố mẹ về. Các em hãy lưu ý nhớ kỹ các bước này để khi cảm thấy không khỏe, chúng ta sẽ thực hiện cho đúng nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động mở rộng nào. Ở hoạt động này, các em sẽ cùng nhau trở thành những bác sĩ nhí để giúp đỡ cho những người bạn của mình xử lý những tình huống sau đây nhé. Chúng ta có những tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là bạn trai bị ngã và bị trầy ở chân. Tình huống thứ hai, đó là bạn gái cảm thấy không khỏe, bạn bị nôn và da mặt của bạn rất là nhợt nhạt. Tình huống thứ ba là bạn nhỏ này sờ tay lên trán và cảm thấy trán rất là nóng, có nghĩa là bạn đã bị sốt rồi đó các em. Các em hãy bấm dừng video ở đây và suy nghĩ cách giải quyết giúp các bạn này nha. Bây giờ các em hãy cùng với cô
xem các video mà các bạn nhỏ đã gửi cho cô, xem các bạn đã giải quyết những tình huống trên như thế nào nhé. Điều em học và làm được không là sao chán mình không vậy? Cháu ơi, có thể cho em mượn điện thoại để gọi cho mẹ được không? Tại vì em bị sốt rồi. Dạ, đi. Alo mẹ. Như con bị sốt rồi, mẹ có thể về nhà ngay được không? Mẹ mua thuốc cho con về uống luôn được không? Ừ rồi, để mẹ về mẹ mua thuốc liền cho con nha. Bây giờ con lên giường con nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Tạm biệt con. Các em ơi, chúng ta đã cùng nhau giải quyết các tình huống rồi đúng không nè? Bây giờ cô có một lời khuyên nhỏ dành cho các em. Đó là khi các em cảm thấy không được khỏe hoặc có một trong các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi, đau đầu, bị sốt, bị nôn, các em hãy nhanh chóng báo cho người lớn như là ba mẹ, thầy cô để nhận được sự giúp đỡ kịp thời về sức khỏe nhé. Chúng ta vừa học xong bài thực hành tự chăm sóc bản thân. Bây giờ các em sẽ tự đánh giá điều các em học và làm được nhé. Chúng ta có 3 mức đánh giá. Mức tốt là bông hoa mặt cười, mức đạt là bông hoa bình thường, và mức cần cố gắng đó là bông hoa mặt buồn. Nào, chúng ta bắt đầu tự đánh giá xem mình đã tự thực hiện được chưa nhé. Ở nội dung thứ nhất, đó là em xác định được điều nên làm và không nên làm trong những tình huống cụ thể. Ở nội dung thứ hai, đó là em thực hiện được những việc làm để tốt cho sức khỏe. Cô hy vọng rằng các em đều chọn được bông hoa mặt cười cho nội dung tự đánh giá của mình nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Sau tiết học này, các em sẽ thực hành việc tự chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, thực hành tự chăm sóc sức khỏe bản thân, chuẩn bị bài tiếp theo, chủ đề 5. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.